Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền được clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô trong lúc quay đầu xe đã tông liên tiếp 2 lần vào một phương tiện đang dừng đỗ. Đáng chú ý, sau va chạm, người này đã lái xe rời đi. Tình huống xảy ra vào ngày 21 tháng 1. Trong clip, tài xế ô tô màu trắng đánh lái để quay đầu xe. Ngay sau đó, phương tiện này đã tông liên tiếp vào một ô tô đang dừng đỗ. Phát hiện tình huống, nhiều người đi đường đã chủ động lùi xe để tránh xảy ra va chạm. Sau 2 lần tông trúng chiếc xe ô tô đang dừng đỗ, tài xế xe màu trắng đã thản nhiên lái xe rời khỏi hiện trường. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người bức xúc. Cộng đồng mạng đặc biệt lên án hành động thiếu trách nhiệm của người này. Nhiều người cho rằng rất có thể tài xế mới tập lái nên mới xảy ra sự việc.